Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh Bản tin 24 giờ. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày cuối tháng trước, khu vực dọc theo hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Giang Nam đã trải qua những trận mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ. Trong khi đó, trong 6 ngày qua, hầu hết ở Giang Hoài, Trung và Đông Giang Nam, Bắc Giang Nam và Bắc Trùng Khánh, Đông và Nam Quý Châu, Bắc và Đông Nam Quảng Tây và những nơi khác đã đo được lượng mưa từ 150 đến 350 mm. Miền Trung và miền Nam của An Huy, Tín Dương, Hà Nam, Nam Kinh, Thường Châu, Thái Châu, Giang Tô, Nghi Xuân, Cửu Giang, Giang Tây, Nghi Dương và Nhạc Dương, Hồ Nam, Cảng Hoàng Thành, Quảng Tây và khu vực khác có lượng mưa đo được từ 400 đến 600 mm. Phía Bắc quận Hồng An lượng mưa là 809 mm. Phía Nam Hồ Bắc lượng mưa là 674 mm. Còn lại diện tích các khu vực có lượng mưa đo được trên 100 mm và khoảng 500.000 km2. Kể từ đầu tuần qua ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác, trong đó có 26,769 triệu người bị ảnh hưởng ở 373 quận huyện của 11 khu tự trị và thành phố ở Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. 140 người thiệt mạng, 41 người mất tích, 1,624 triệu người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp, 760.000 người cần được hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 49.000 ngôi nhà bị sập, 297.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai là 2,3 triệu ha, trong đó 445.800 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 48,18 tỷ dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Giang Tô, 813.000 người ở 44 quận thuộc 10 thành phố, bao gồm Nam Kinh, Vô Tích và Từ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 79.000 người đã được chuyển và tái định cư khẩn cấp, hơn 3.400 người cần được cứu hộ khẩn cấp, hơn 800 ngôi nhà bị sập và 172,5 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó, 19,5 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,26 tỷ dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Huy, 7,415 triệu người bị ảnh hưởng ở 50 quận huyện tại 10 thành phố bao gồm Hợp Phì, Ma An San, Tông Linh và 20 người đã chết. Trong số đó, 10 người chết do sạt lở đất đá và núi vùi lấp, 5 người chết do sập nhà, 4 người chết do đuối, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 3 người mất tích, 588.000 người phải di dời khẩn cấp, 209.000 người cần được hỗ trợ và cứu tính mạng, 14.000 ngôi nhà bị sập, 95.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 609,4 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 166,4 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,24 tỷ dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, 1,153 triệu người tại 26 quận huyện của 6 thành phố, bao gồm Nam Sương, Cảnh Đức Trấn, Cửu Giang bị ảnh hưởng, 1 người bị vùi lấp và chết do sạt lở đất, 43.000 người di rời tái định cư khẩn cấp, còn 36.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở mức độ khác nhau, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 78,4 nghìn ha. Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại là 15,2 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,4 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, 128.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở 8 quận. Tại 4 thành phố, bao gồm Binh Sinh San, Siao Suo và Sinh Yang, 6 người đã chết trong số đó, 4 người thiệt mạng do sập nhà, 1 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp, 1 người bị chết đuối, hơn 9.000 người phải khẩn trương di rời tái định cư và hơn 400 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế. Gần 1.200 ngôi nhà bị sập, gần 2.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị thiệt hại là 9,1 nghìn ha, trong đó mất trắng 1,5 nghìn ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 4,6 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hồ Bắc, 10,901 triệu người ở 83 quận huyện thuộc 13 thành phố quận tự trị, bao gồm Vũ Hán, Hoàng Thạch, Thập Yển đã bị ảnh hưởng, 47 người chết, trong đó 19 người chết đuối, 8 người thiệt mạng do sập công trình, 8 người thiệt mạng do sập nhà, 10 người thiệt mạng do sạt lở hố chôn lấp, 1 người thiệt mạng do sét đánh, 1 người thiệt mạng do sạt lở đá và 10 người mất tích, 453.000 người phải di rời khẩn cấp, 313.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về y tế, 19.000 ngôi nhà bị sập,
và 50.000 ngôi nhà bị hư hại ở mức độ khác nhau, 1.026.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 180.400 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,81 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 4,964 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 62 quận tại 10 thành phố tự trị, bao gồm Trường Sa, Chu Châu và Thiệu Dương, đã có 11 người chết, trong đó 8 người thiệt mạng do sạt lở đất bị vùi lấp, 2 người bị vùi lấp do sập công trình, 1 người bị vùi lấp do đuối nước, 1 người bị mất tích, 333.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 159.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hơn 6.400 ngôi nhà bị sập, 92.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 298,6 nghìn ha, trong đó 54,7 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,97 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân chính khu tự trị dân tộc Choa Quảng Tây, 50.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 6 quận huyện Liễu Châu, Phang Trang Gang và Hê Chi, gần 900 căn nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 2,2 nghìn ha, trong đó gần 400 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 64 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội vụ Trùng Khánh, 525.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 24 quận huyện, bao gồm Quan Di Hào, Siêu Lô Bô, Bai Bai và 9 người thiệt mạng. Trong đó có 3 người thiệt mạng do sạt lở đất trôn lấp, 2 người thiệt mạng do đuối nước và 1 người thiệt mạng do rơi từ trên cao xuống, 1 người thiệt mạng do cây đổ, 1 người thiệt mạng do sập nhà và 1 người thiệt mạng do đá sạt lở, 2 người mất tích, 20.000 người được di rời khẩn cấp và tái định cư, hơn 4.900 người cần được hỗ trợ khẩn cấp và hơn 1.800 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21,7 nghìn ha, trong đó 3,6 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 610 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Tứ Xuyên, 42.000 người ở 18 quận huyện trong 9 thành phố quận tự trị, bao gồm Ban Sihua, Wang Yiwen và Lesan đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Một người thiệt mạng do đuối nước, hơn 3.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, hơn 300 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hơn 2.900 ngôi nhà bị sập, hơn 2.900 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 2.800 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó gần 600 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 59 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quý Châu, 663.000 người bị ảnh hưởng ở 41 quận trong 9 thành phố, quận tự trị, bao gồm Quý Dương, Lê Ban Xui và Du Di Y, 41 người chết. Trong số đó, 41 người thiệt mạng do sạt lở vùi lấp và 2 người chết đuối, 1 người thiệt mạng do đá lở vùi lấp, 17 người mất tích, 109.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 30.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp, hơn 3.300 căn nhà bị sập, 31.000 căn nhà bị tốc mái, bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 17,5 nghìn ha, trong đó 3.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, 115.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận trong 7 thành phố tự trị bao gồm Quynh Dinh, Si Hao Tông và Lệ Giang. Hơn 10 người mất tích, hơn 3.300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 36.000 ha, trong đó hơn 400 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 230 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin, tại Bắc Kinh, giảm mưa to, mưa lớn và mưa cực lớn, lũ lụt hiếm gặp, đê lấn biển bị vỡ. Phản ứng cấp 3 được nâng lên vào phản ứng cấp 2. Công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai đang bắt đầu ở 10 tỉnh thành phía Nam. Hiện tại mực nước ở trên 110 con sông vượt mức cảnh báo, một số sông vượt lũ lịch sử năm 1998. Hôm thứ Hai tuần này, sông Tây Giang ở Quảng Tây lần đầu tiên xảy ra lũ vượt mức cảnh báo kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Lũ lụt đã nhấn chìm một phần của Su Si Hao, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tương Giang, Hồ Nam. Sông Hu He, con sông lớn thứ hai ở Giang Tây đã vỡ đê triển khai, khiến hàng chục nghìn người ở các thị trấn hạ lưu bị mắc kẹt và ảnh hưởng đến 100.000 người. Vào sáng thứ Tư, chiều dài của đoạn đê vỡ đã kéo dài đến 400 mét. Vào hôm thứ Tư, tại đê Trường Khai, thị trấn Luo Siheng, nơi bị mắc kẹt do sông vỡ ở Phu He, tỉnh Giang Tây, toàn bộ thị trấn bị ngập chìm trong biển nước, đường xá, đất canh tác ngập đến trên tầng 2. Đồng chí phụ trách Bộ Tư lệnh Quốc phòng tại hiện trường vụ vỡ đê sông Phu He ở Giang Tây cho biết, chế độ nước năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, mực nước lũ của các sông chính lớn, một số sông vượt qua năm 1998, sông Tân Cương và sông Phu He ở Giang Tây đã trải qua lũ lụt thảm khốc, vượt qua các giá trị ghi chép trong lịch sử. Với chu kỳ 50 năm lặp lại, sông Minh Giang ở Phúc Kiến trải qua trận lũ lụt 30 năm mới có một lần. Thứ hai, lũ lụt trên nhiều sông, mưa lớn gây ra lũ lụt kể từ giữa tháng trước trên 3 lưu vực sông là sông Dương Tử, sông Minh Giang và sông Si Giang.
hơn 110 con sông ở Giang Tây và Phúc Kiến đã trải qua siêu lũ cảnh báo. Và 9 con sông đã trải qua vượt lũ kỷ lục lịch sử. Thứ ba, 11 con sông lớn ở phía Nam, bao gồm sông Mekong, sông Siang và sông Jisui, đồng thời bị lũ lụt, điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Ông Sung Jun, trưởng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, kể từ mùa lũ đến nay, riêng khu vực phía Nam đã xảy ra 10 đợt mưa lớn trên diện rộng liên tiếp. So với trước đây, mưa lớn cục bộ ở miền Nam nước này dữ dội hơn và kéo dài hơn. Một số khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và các tỉnh khác liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lượng mưa ở một số khu vực lên tới hơn 50%. Sau vụ vỡ đê Phu He, Doãn Hằng, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là cứu người. Sau khi vật lộn với công tác giải cứu người dân, đến 11 giờ ngày thứ tư có 88.000 người dân đã được di rời tái định cư khẩn cấp. Thảm họa đã gây sốc và cứu trợ thảm họa là khẩn cấp. Tính đến nay, tổng số người bị ảnh hưởng do lũ lụt cả nước năm nay là 59,43 triệu người, 37,2 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 364 người chết, 147 người mất tích, 339.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 66,5 tỷ nhân dân tệ. So với cùng kỳ năm trước, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, số người bị ảnh hưởng, số người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp và kinh tế đều cao hơn gấp đôi. Tại huyện Lệ Xuyên, tỉnh Giang Tây, hơn 22.000 người bị lũ bao vây. Đội cứu hộ khẩn cấp đã mang theo hơn 200 thuyền xung kích và thuyền cao su để giải cứu những người bị mắc kẹt. Lũ lụt đã làm ngập tòa nhà giảng dạy của Fujian, Xi'an Ia North. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!